Dạ, xin chào các chị bạn xem kênh của Hiền Toyota, mình là Sơn ạ. Vâng, đây là một chiếc xe Fortuner, máy xăng, một cầu số tự động, đời 2014. Một chiếc xe phiên bản TRD Sportivo, rất đẹp các bạn ạ. Một chiếc xe biển số thành phố. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết cái chiếc xe này, các chị bạn đón xem nhé. Vâng, Fortuner, máy xăng, một cầu số tự động, phiên bản TRD Sportivo. Đấy. Mới chạy khoảng 100.000 km. Đời 2014 các bạn nhé. Vâng, TRB là một cái bản thể thao của Fortuner. Thì nó máy nó vẫn thế thôi các bạn ạ, máy 2.7V nhưng mà nó được ốp thêm những cái cản, rồi là những cái tem, rồi những cái option khác, mâm cũng khác này. Đấy, thì nó sẽ làm cho chiếc xe này nó thể thao hơn. Phiên bản thể thao mà. Đó, thể thao hơn, cá tính hơn, mạnh mẽ hơn và đẹp hơn, và đương nhiên là nó phải mắc hơn rồi. Vâng. Dạ, không có cái gì là ngon bổ rẻ đâu các bạn ạ. Vâng, xe này biển số thành phố. Đấy, các chị bạn ở thành phố thì cũng mất 20 triệu tiền biển nhé. Vâng, 2014, giá bán xe này là 650 triệu các bạn nhé. Vâng, một chiếc xe đời 2014 mới chạy được 100.000 km. Vâng, phiên bản thể thao. Đấy, rất đẹp các bạn nhá, màu trắng rất là đẹp. Đấy. Đây này, đằng sau ốp những cái border kit này. Đó. Nó rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, phiên bản thể thao mà. Đó, mình quay chi tiết chiếc xe này để các chị bạn cùng đánh giá. Và các chị bạn nào mà đang thích cái dòng xe như thế này thì hãy đến Hiền Toyota Bình Triệu các bạn nhé. 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Xem xe đi thử xe và thương lượng giá các bạn nhé. Vâng. Chị bạn xem kênh thì vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình về thông tin của chiếc xe này nhé. Vâng, 650 triệu. Một chiếc xe Fortuner, máy xăng, một cầu, số tự động, bản TRD Sportivo. Đấy, đèn đóm các thứ này 24 nhưng mà giờ vẫn còn sáng trưng này. Đấy. 8 năm tuổi rồi. 8 năm tuổi rồi. Nói chung là Toyota thì 8 năm thì nếu mà xe mà đi trong cái thời gian đi bảo trì bảo dưỡng tốt thì 8 năm tuổi thì vẫn còn rất là keng các bạn nhé. Đây này, cái mâm này rất đẹp. Đấy, phiên bản TRD có cái mâm riêng. Đó, rất là cá tính các bạn này. Vâng. Vỏ thì còn rất là dày, chưa phải mua vỏ đâu các bạn ạ. Đấy. Xe này cũng lên đủ thứ rồi. Tất nhiên là dán phim cách nhiệt rồi, che mưa rồi. Đấy. Đấy, các bạn nhìn này. Tắp đi cửa này, đó, những phím bấm này. Và đương nhiên rồi, xe này thì không ai mà đem cái xe này để đi làm dịch, đi chạy dịch vụ đâu các bạn nhé. Đấy, xe máy xăng chỉ có chạy gia đình thôi. Chạy dịch vụ xe này thì chỉ có lỗ. Vâng, đây. Đấy, ô đô là 103.000 đây các bạn này. Đây, đương nhiên rồi, cái tắp lô cái thất thứ. Đấy, tắp lô, cái này là dơ đấy các bạn nhé. Xe bên mình về chưa dọn rửa. Có gì thì trước khi giao cho khách thì những cái cọ quẹt chảy xước sơ sơ hay là những cái dơ giết các thứ là bên mình làm hết nhé. Đấy, dán trần ni lông này, dán sàn simili rồi. Đó, ghế da thì da rồi, màu kem. Đấy, chỉnh điện nhé các bạn nhé. Vâng, xe 24 này thì hết vay ngân hàng được rồi. Tất nhiên là theo lý thuyết là vẫn còn vay được 2 năm đó các bạn ạ. Vâng, nhưng mà bây giờ ngân hàng thì chắc còn 2 năm, chắc ngân hàng khó cho vay lắm. Vâng. Đấy, hàng ghế sau đây 24, 8 năm tuổi rồi. Vâng, 650 triệu thôi. Đấy. Đấy, một số người thì quan niệm máy xăng là, anh chị nói là bây giờ xăng dầu nó mắc, chạy máy xăng xe này sợ tốn xăng. Nhưng mà thực ra thì nói thật với các anh chị bạn là nếu như mà bên mình nếu mà mình mà chạy dịch vụ á thì mình mới tính những chuyện đó. Còn nếu mà gia đình thì thôi, chạy ít thì mình cứ chạy cái máy xăng đi cho nó êm ái. Vì máy xăng chạy nó êm hơn máy dầu rất là nhiều các bạn ạ. Vâng. Vừa êm ái. Đấy. Máy dầu thì mấy anh chị gọi là chạy dịch vụ thì phải tính toán, chạy dài, chạy nhiều thì phải tính toán. Còn chạy ít thì thôi cứ chạy máy xăng thì cho nó êm ái. Máy dầu thì nhiều chị em thì nhiều khi thì say xe nữa. Vâng. Máy xăng này thì rất là êm ái. Rất là dễ chịu, ngồi trong xe mát rượi. Vâng. Đó.
xem này, các bạn nhìn này, những cái lườn này, đấy, ốp này, nó phiên bản thể thao, nó cá tính, nó mạnh mẽ, rất đẹp các bạn ạ. Vâng, đây, đó, cáp bi cửa, đây, quay thật là chi tiết, các bạn nào mà ở xa có thể là chốt cọc qua điện thoại nhé, cứ điện thoại cho mình ở những số điện thoại trên màn hình. Đấy, số điện thoại riêng của mình là 0903 693232. Các chị bạn có thể là điện thoại cho mình ở những cái số điện thoại đó, bên mình sẽ tư vấn tận tình nhá các chị bạn nhé, tất cả các vấn đề về những chiếc xe mà mình quay. Vâng, nói chung là bên mình bao quay đầu nhá. Chị các bạn đi chán một thời gian có thể là thay đổi gì thì điện thoại cho bên mình, bên mình sẽ mua lại với cái giá ok nhất nhé. Đây, mời các chị bạn xem cái khoang máy của xem chiếc TRD này đó, vẫn còn nguyên bản các bạn nhé. Nói chung là xe máy móc của 8 năm trời nhưng mà máy của Toyota thì các bạn yên tâm, đấy, máy móc nguyên zin. Đấy, bên mình cam kết chiếc xe này là xe không cấn đụng, không ngập nước, máy móc nguyên zin và hồ sơ pháp lý đầy đủ các bạn nhé. Đấy, xe mà cứ đi bảo trì bảo dưỡng cứ đều đặn các thứ thì biết bao giờ nó mới hư các bạn ạ. Vâng, vâng, một chiếc xe Fortuner 2.7 phiên bản TRD Sportivo, phiên bản thể thao các bạn ạ. Biển số thành phố, mới đi được 103.000 km. Giá bán xe này là 650 triệu các bạn nhé. Giá này thì còn thương lượng đôi chút. Xin mời các chị bạn cứ đến Hiền Toyota Bình Triệu, 806 quốc lộ 13, xem xe đi thử xe và thương lượng giá nhé. Các chị bạn xem kênh thì vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình về thông tin của chiếc xe này nhé. Vâng, xin cảm ơn các chị bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào ạ.